Các bạn đang theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Thành Nam và câu lạc bộ Vũ Chính trong khuôn khổ nội dung đá cầu tự do móc vít. Tỷ số đang là 8-6 nghiêng về câu lạc bộ Thành Nam. Theo chúng tôi nhận được thông tin là hai cầu thủ Phú Chính là hai cầu thủ có sức trẻ và rất nhiệt huyết. Tuy nhiên thì bên phía phải mày nhỏ quý vị là một già một trẻ, cầu thủ Tống Giang và cầu thủ Hồ Anh Dũng. Một cú quát cầu làm rơi kính và rất có uy lực của chân công Tống Giang, phát cầu cho câu lạc bộ Thành Nam. Như các bạn biết rằng nếu như ai yêu câu lạc bộ Thành Nam thì mỗi một năm chúng tôi đều tổ chức giải thi đấu mở rộng giữa câu lạc bộ Thành Nam và các tỉnh lân cận để chào mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Một pha thiếu tập trung của Hồ Anh Dũng, một pha cất cầu qua lưới rất uy lực của cầu thủ Tống Giang. Tống Giang là một cầu thủ năm nay cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Tuy nhiên thì với sự rèn luyện của mình và anh tiếp cận với bộ môn đá cầu lưới rất sớm, từ những năm 2008-2009. Một pha bạt cầu ra ngoài của Hồ Anh Dũng. Em ơi, anh. Liên tiếp những cú quét cầu rất có uy lực của cầu thủ Tống Giang. Ba thôi, chân đẹp lùi ra tí. Một pha chéo cánh của một cầu thủ Vũ Chính. Tiếp tục một pha bật cầu rất uy lực của cầu thủ Tống Giang. Các bạn biết rằng Tống Giang là một cầu thủ cũng đã bước sang tuổi hơn 40 rồi. Tuy nhiên thì anh vẫn giữ được cho mình một trạng thái thi đấu rất tốt, cộng với một thể lực sung mãn. Có lẽ một pha đá cầu thiếu tập trung của cầu thủ Vũ Chính. Tỷ số cho câu lạc bộ Thành Nam. Phát cầu cho Hồ Anh Dũng. Một pha quát cầu rất uy lực của câu lạc bộ Chính. Tỷ số đang là 11-14 nghiêng về câu lạc bộ Thành Nam. 15-11. Một pha quét cầu rất quyết tâm của cầu thủ Tống Giang. Hồ Anh Dũng phát cầu. Hồ Anh Dũng là một cầu thủ trẻ. 12-15. Ở bên phía trái mảnh nhỏ quý vị là hai cầu thủ. Rất trẻ và có sức dương rất tốt. 13-15 rồi. Cần phải có một sự tập trung cao độ cho hai cầu thủ câu lạc bộ Thành Nam. Có lẽ chỉ là một pha sang cầu đơn giản thôi. Và tiếp tục một pha vít cầu của Tống Giang. Rất khó. 16-13 rồi. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên sân nhà thì Tống Giang đang thể hiện mình với một bộ mặt rất quyết tâm. Một pha vít cầu rất tốt. 14-16 cho hai cầu thủ Vũ Chính. Vũ Chính phát cầu. Tiếp tục rất uy lực của cầu thủ Tống Giang. 17-14. Có lẽ
sự tập trung cao độ của cầu thủ Tống Giang nên anh tung ra những pha quét cầu rất uy lực. Một pha trượt cầu 18-14. Tống Giang bị ảnh hưởng của công việc và trong thể thao, anh đi đá cầu nhưng anh cũng vứt keo, giống như khi anh đi làm MC vậy. Đúng vậy. Tống Giang là một MC khá nổi tiếng ở thành phố Nam Định, có lẽ là một trong những MC có số má trong làng giải trí showbiz của Nam Định. Tuy nhiên thì anh lại là một cầu thủ có một kỹ thuật đá cầu rất tuyệt vời. Dường như ở Nam là Định. Công việc của anh và với 19-14 mặt khi làm việc và bộ mặt khi thi đấu thể thao là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một pha đỡ cầu rất tốt của Hoàng Dũng. Và chỉ có một pha quét cầu rất uy lực của cầu thủ Tống Giang. Một hình ảnh khi anh đi làm việc trên sân khấu là một hình ảnh bóng bẩy, nhẹ nhàng và lịch sự. Nhưng một hình ảnh trên rất gai góc thể thao thì lại vô cùng và quét cầu ăn điểm. Sức mạnh và uy lực. Tỷ số hiện đang là 16-20 à anh Đại? 16-20 rồi. Chỉ còn một điểm nữa thôi. Một điểm nữa thôi. Ngôi Thành Lan sẽ bước vào vòng bán kết. Kết thúc. Không, Vũ Chính nói không. Quét cầu. Có thể đây là một dứt điểm trận đấu chăng? Dứt điểm trận đấu như vậy, cầu thủ trận cầu đã kết thúc một pha dứt điểm rất tốt dành cho câu lạc bộ Thành Nam. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những trận đấu sau.